Xin chào các bạn, mình là Tiến. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về tử vi. Cụ thể là vận hạn tử vi năm 2020 của cung Kim Ngưu là các bạn sinh ngày 20 tháng 4 đến 20 tháng 5, chi tiết nhất. Năm 2020 cho thấy một năm ổn định và bình yên. Do đó đây là thời điểm thích hợp để ổn định trong năm. Hãy chuẩn bị để đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến nghề nghiệp hoặc các mối quan hệ của bạn. Ngoài ra, bạn nên tự tin về sự lựa chọn của bạn. Năm 2020 cho Kim Ngưu báo trước một giai đoạn hòa bình và cân bằng. Bạn sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến mối quan hệ và sự nghiệp của bạn. Vì vậy, hãy suy nghĩ sáng suốt và đưa ra các quyết định đúng đắn vì điều này sẽ có tác động đến cuộc sống của bạn về lâu dài. Phải thực tế và nên tránh xa các quyết định vội vàng trong các vấn đề của các mối quan hệ. Tất cả các khoản tiết kiệm tài chính nên dựa trên lời khuyên của các chuyên gia. Năm 2020 là thời điểm thích hợp để mang lại sự ổn định trong cuộc sống của bạn. Dự đoán tình yêu của Kim Ngưu năm 2020. Năm 2020 cho thấy cuộc sống tình yêu của bạn sẽ ổn định trong năm nay. Bạn sẽ tìm thấy sự hòa hợp với bản thân và đối tác của mình trong năm 2020. Năm nay là thời điểm tốt để tìm hiểu bất cứ điều gì bạn muốn từ mối quan hệ của mình. Mặc dù bạn có thể không cảm thấy thoải mái khi thực hiện các thay đổi trong mối quan hệ của mình, nhưng nó sẽ giúp lợi ích về lâu dài. Sẽ có những thay đổi tinh tế hơn trong năm nay so với những thay đổi lớn. Nếu bạn còn độc thân thì đây là một thời điểm để rèn luyện các kỹ năng lãng mạn của bạn. Có một thái độ quyến rũ và một khuynh hướng dễ chịu có thể giúp bạn sẽ tiến xa hơn với bất kỳ ai. Dưới đây là một số lời khuyên để hẹn hò với một kim ngưu. Cố gắng tạm gác lại một số hoạt động thường ngày nhàm chán của bạn và trao đổi chúng. Đừng quá bốc đồng, hãy tinh tế. Bạn có thể giúp đỡ một cách đơn giản nhất mà không có vẻ quá xô đẩy. Những điều nhỏ nhặt nhất có thể tạo ra những thay đổi lớn nhất trong nhiều mối quan hệ. Triển vọng của nghề nghiệp. Dự đoán chiêm tinh năm 2020 cho Kim Ngưu dự đoán rằng bạn sẽ cần phải hành động đặc biệt chuyên nghiệp trong năm nay. Nếu bạn muốn thành công, bạn sẽ bận rộn. Bạn sẽ đạt được điều là tuyệt vời nếu bạn có công việc kinh doanh của riêng mình. Nhưng đôi khi nó cũng có thể hiện sự căng thẳng. Sẽ thật lý tưởng nếu bạn có một công việc mà bạn phải suy nghĩ sáng tạo, có chỗ cho tư duy sáng tạo trong gần như mọi công việc. Vì vậy, hãy cố gắng tìm nơi bạn có thể sử dụng tư duy sáng tạo của bạn trong công việc. Dự báo tài chính Kim Ngưu năm 2020. Kim Ngưu trong khi bạn có thể không muốn nghĩ về năm ngoái, nó chắc chắn là ảnh hưởng đến tài chính của bạn trong năm nay. Cố gắng sửa chữa bất kỳ thiệt hại nào mà bạn đã gây ra năm ngoái trước khi bạn đối xử với chính mình trong năm nay. Đặc biệt là trong giai đoạn thoái lui của sao Thủy năm 2020. Về tử vi sức khỏe cho cung Kim Ngưu, chắc chắn rằng bạn có những lựa chọn đúng đắn ngay cả khi bạn mất một thời gian để bạn thực hiện chúng. Bạn cũng cần phải làm việc chăm chỉ để quản lý thời gian và tiền bạc của mình. Quản lý sức khỏe của bạn trong năm nay cũng rất quan trọng. Cố gắng thực hiện một số thói quen tập thể dục và cố gắng một chế độ ăn uống cân bằng để bạn có thể có sức khỏe nhất. Chúng ta hãy xem tử vi cung Kim Ngưu năm 2020. Tháng 1 năm 2020 là khi dấu hiệu mặt trời của Kim Ngưu, cần cẩn thận trên mặt trận sức khỏe. Tháng 2 năm 2020 là yêu cầu bạn cần phải kiên nhẫn trên các mặt trận cá nhân cũng như chuyên nghiệp. Tháng 3 năm 2020 sẽ chứng kiến sự cải thiện về tài chính và nắm giữ tiền tệ. Tháng 4 sẽ được dành cho việc cải thiện triển vọng kinh doanh và sự nghiệp của bạn. Tháng 5 năm 2020 là một tháng tốt lành cho du lịch và phước lành tài chính. Tháng 6 sẽ đến với sức khỏe tốt và cơ hội mới cho bạn. Tháng 7 là một thời tháng để theo đuổi kỹ năng mới và phát triển cơ hội kiếm nhiều việc làm hơn. Tháng 8 năm 2020 sẽ thấy bạn kiếm được một số tiền từ các nguồn bất ngờ. Tháng 9 sẽ là một tháng lý tưởng để dành cho bạn bè và gia đình. Tháng 10 năm 2020 là khoảng thời gian những người đã sai với bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tháng 11 năm 2020 là thời điểm cho sự khởi đầu mới. Bạn sẽ được ban phước và với may mắn và hạnh phúc. Tháng 12 năm 2020 là thời điểm tốt để tận hưởng bản thân đi nghỉ dài ngày với những người bạn thân yêu. Kết luận tử vi cung Kim Ngưu năm 2020. 2020 dự đoán rằng bạn bè và gia đình của bạn sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hãy bận rộn trong khi làm việc.
nhưng thư giãn khi bạn về nhà, dành thời gian của bạn để làm những việc bạn yêu thích, và bạn sẽ có một năm tuyệt vời. Chúc mừng bạn. Chúc bạn sức khỏe.